dạ. Hộ khẩu với mình nhân dân hộ khẩu có đâu anh Hồ. Em nói thiệt luôn, em là tình xin lỗi đó, nhờ cái chị Hai Tùng này nè chỉ cho câu điện hư á, xài chứ bằng không không có bóng đèn trong nhà luôn. Mờ ăn đậu đũa xào. Đậu đũa? Đậu đũa xào với mỡ đó. Ờ, đậu đũa ở đâu có cụ? Trên nhà người ta đang cho. Ta cho cụ ha. Chị Tiêu, chị với cụ, chị với lại cụ ăn cơm chưa? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Phú Sưng, huyện Tam Nông của tỉnh Đồng Tháp. Và hôm nay thì sau dịp Tết Nguyên Đán thì Bùi Hồ cùng với em Phong Bùi đang có mặt tại đây để mà trao một số phần quà của anh Ân với lại chị Lộc ở thành phố Hồ Chí Minh cho cô bác quý anh chị dưới này. Đây là các anh, hôm nay thì Bùi Hồ có nhờ các anh để mà mua gạo. Thì gồm có là 100 kg gạo. Anh mở này ra cho em coi với anh Cát. Thì mình mua 100 kg gạo, mỗi ký là 14.000 đồng với lại nước tương, nước mắm với lại đường, bột ngọt với lại bột ngọt. Dạ thì bây giờ mấy anh em mình sẽ đi xuống dưới ha. Đi đường nào anh, đi đường nào? Dạ. Thì thông tin với cô bác quý anh chị đây là mỗi một phần gạo như thế là 25 kg, mỗi 1 kg là 14.000. Thì tiền gạo là 1 triệu tư. Và để đó đi, chút xíu mình đi lên thăm ở trên nhà của chị này luôn ha. Đây là các cô chú anh chị mà từ xóm Việt Kiều Campuchia hồi hương. Thì sau khi một thời gian mà đánh bắt ở đất Campuchia khó khăn thì các cô chú trở về, theo dòng nước trở về và định cư ở đây được 8 năm rồi. Nhưng mà hiện nay thì cũng chưa có một giấy tờ nào. Nặng không anh? Nặng. Dạ. Thông tin với lại cô bác anh chị thì các phần này được anh Ân với lại chị Lộc ở thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 2 triệu đồng. Dạ, mình anh ăn, anh để bên nhà mình một bao anh ăn. Để lát nữa. Dạ. Dạ. Tôi qua thăm bà ha. Dạ dạ. Thông tin với lại cô bác quý anh chị, địa chỉ của bà với lại các cô chú ở đây là xã Phú Sưng, huyện Tam Nông của tỉnh Đồng Tháp. Bà, thưa bà, con chào bà. Dạ chị. Chị trên ra đây ngồi đi. À, dạ. Cho dạ. Đây hôm nay thì con sau Tết Nguyên Đán thì sau khi mà con quay clip của bà với lại các anh ở đây đó thì được một mạnh thường quân là anh Ân với lại chị Lộc ở thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Thì nhờ con mua các phần quà gửi cho bà, cũng như là con mua gạo với lại nước tương, nước mắm rồi để cho bà cho tôi. Dạ. Mỗi một phần là 25 kg gạo. Đây, đây với lại 2 kg đường. Cái này để trên lát lên một bịch bột ngọt đúng không anh? Ờ đúng rồi. Dạ. Thầy để cho bà với một bao gạo hả bà? Để đó vậy con. Rồi sao bà, ăn Tết vui không bà? Vui cũng vui. Dạ. Để đây nè con. Để đó lát lên nhà rồi. Để chừng bẩn không? Rồi. Tới năm nay con thấy bà gói bánh tét á, bà còn bánh không? Còn bánh tét không bà? Hết rồi, phải còn đem ra cho chú dùng rồi. Hôm nay Tết kia rồi mình có nồi thịt khô nào không? Có được chú ơi. Dạ. Được ký thịt nhưng mới xào mặn rồi cái cúng ông bà thôi. Dạ, bà có đi đâu không? Bà với chị trên có đi đâu không? Không có đâu, ở ghe này. không nghe anh Hồ ơi, tiền đâu, không có tiền những cái hoàn cảnh mình nghèo, tiền đâu mà đi tới người ta, ta có cái tiền chợ mà đi đâu cháu ơi. Ký thịt thì cũng quý rồi, đúng không bà mình? Dạ. Đàn công. Dạ, có tiền đâu vậy em cũng nói anh gì đó rồi giờ lục bình giờ dạ. Ta cũng chịu ăn nữa. Em cũng nói cháu vậy. Giờ cũng gì cũng chúc cho cháu với mấy chú mấy cô ở bên nước ngoài ha, đem cho gì quà này gì cũng mang ơn, cảm ơn mấy chú mấy cô. Dạ. Được nhiều sức khỏe an. Dạ. Nay qua Tết lại ghé thăm bà thấy bà cũng vui. Cái Tết này là cái Tết thứ 8 là bà với là chị đồ với là các cô chú là đón ở Việt Nam. Dạ dạ. Em xuống đây là 8 cái Tết này, em ở tại Việt Nam đón Việt Nam là 8 cái Tết này. Rồi mình đâu có giấy hộ, sổ hộ nghèo đồ hả chị? Không có luôn, em nói thẳng luôn, em không có miếng giấy gì luôn. Mẹ năm ngoái bệnh là đi vô nhà thương là không có miếng giấy gì luôn á. Đúng rồi. Dạ. Ra vô dụng. Mẹ nằm rồi á, em coi bệnh rồi thằng Úc Thảo đi mằng nó lo rồi á, đi lo tiền tới chừng á, người ta đưa tiền, ta đưa cái miếng giấy phiếu ra mà cộng tờ tiền đó. Hai chị em dỗm nhau gì nè, có đâu thằng nhỏ nói chị ơi giờ biết sao giờ chị ở đây về săn sóc mẹ đi, em đi mặn trả nợ. Cái mới gửi bên dì tư, người ta ở lâu, người ta xuống mười mấy năm rồi, người ta có gửi có con người ta đó, rồi người ta biết chỗ người ta hỏi, gửi có hỏi dùm cho 30 triệu đó. Dạ. Rồi á mà người ta cũng nói thẳng nếu mà 1 triệu lãi 1 tháng gì là 300. Út Thảo nói gì cợi thì nặng để gán mằng còn sức rồi mằng tiếp thuốc men với mẹ đi, nghiệp mẹ. Hai chứ em ở nhà cắt lục bình khi nào mình ta ăn á thì mình cắt. Bữa chú ngồi đi đâu vậy? Khi không 5-60, khi người ta không ăn không có trăm cắt nào chứ. Mấy ngày nay là chị cắt lục bình lại chưa chị trên? Em không có cắt luôn, từ em nghỉ trước Tết giờ luôn á anh Hồ. Em nghỉ lựa bữa mà 18 á. Dạ. Em nghĩ tới bây giờ luôn là người ta không có chịu mua nữa. Rồi mình làm gì để mà ra tiền chị? Sợ không làm vợ không gì nên Hồ ơi. Rồi chị ba lãnh giỏi nhiều khi có người ta đưa cho mướn người ta đương, người ta mướn mình đương nhưng cái vỏ được 10 mấy ngàn vậy đó mà ngồi không phải 1 ngày 2 ngày mới được rồi cái vỏ. Bây giờ thì vỏ người ta không có mướn nữa, người ta không có nữa mình ngồi ở không rồi chờ nhỏ gì ở Úc Thảo ơi con khỏe nói khỏe chị ơi em. Hỏi người ta cũng nói gì tư nói gì đó giờ hả trả được cái vốn 10 triệu rồi còn 20 triệu cái lãi gì đóng gì đó em về nhà này là em còn được có 1 triệu chị ơi em đem về cho chị với mẹ em đi xe chung với bạn đi lên. Vậy là lúc đó là bà cụ là bệnh ở trong bệnh viện là bệnh viện phí là hết bao nhiêu tiền? Đi 4 hiệp 32 triệu. 32 triệu. Mình hỏi tiền nóng là bao nhiêu tiền chị chứ? Em hỏi tiền lời người ta đó anh Hồ. Dạ. Em hỏi em út là Thảo hỏi á. Chứ ở đây có quen ai hỏi người ta nên mình Việt kiều gì người ta sợ á, mình không có khả năng lo trả người ta đâu có cho mình mượn nữa anh Hồ. Dạ. Rồi út Thảo mới có số điện thoại của Bách nó gọi cho dì Tư có hỏi giùm. Dạ. Rồi bà đem qua với thăm mẹ giùm. Là sau khi bà ra viện thì còn thiếu lại bao nhiêu tiền chị? 30 triệu. 30 triệu. Dạ. Đây là em mới dốc lại thuốc của mẹ nè anh Hồ. Đây nè. Dạ. Còn nè, rồi thuốc ở bệnh viện nữa anh Hồ ơi. Em nói hả thuốc mua hả cho mẹ uống hàng chục luôn đó anh Hồ. Rồi mỗi mùa bà về thì cái tiền thuốc đó thì có tiền lấy thuốc uống không bà? Thầy hỏi người ta đi mua thuốc uống. Dạ. Hỏi ha vậy đó như tới tháng gì Út Thảo nó cái đóng lời đó. Dạ. Như là mà mặn góp nữa mặn từ năm mấy năm nay giờ đó hang là vô năm nay nữa mà bữa 12 tháng giêng là vô 2 năm trọn nhỏ nè. Năm mấy nữa cũng được gì, năm nay cũng được gì, 12 tháng giêng này nè là nó mà nhiều khi á nó ngay đi. Nhiều khi người ta nhân đức cái chỗ mà tao hỏi mượn tiền đó hang. Ta gửi ta nói giờ cưng ấy gì chị gửi cho em á thì Út Quốc Thảo đang nghỉ lợi nói giờ 1 tháng thì em xin lợi 500 ngàn em gửi cho gì em về đi qua gửi cho mẹ với chị như chị có cắt lục bình á thì dạ. có tiền còn chị sợ cắt không có cắt lục bình không có tiền mua thức ăn. Nè anh thấy đi vợ trà đó như có cá gì mà kho, mà khi nấu canh, khi nướng cho mẹ ăn, khi có tiền mua rau gác nấu canh mẹ ăn. Dạ. Rồi anh ba, chị ba cũng vậy với anh Năm. Với bà Chính thấy nếu mà mặn được á, vì nó đi giải trà, người ta chủ trà ta trả tiền, hay nhiều khi đem lợi cho mẹ 20, 30, 40 không chừng. Nó ngay mà nhờ anh em tiếp cho vậy đó. Rồi mình gạo rồi sao chị? Gạo em mua, của chị xưa mua góp ăn. Mua góp? Dạ, như bao 25 kg đó ha. Chị để cho 375 ngàn, nhưng mà có tiền á, mình chặt cắt một bình đó ha. Thì 3-4 bữa thì mình đưa người ta 30, 40, 50 gì đó. Mình có đọc tất cả thằng cỡ đó mình đưa cho người ta, nhưng khi mình năn nỉ chỉ góp thì 10 ngàn, không chừng 20 không chừng. Mình mua lần là 25 kg. Dạ, mua lần 25 kg, có hai mẹ con ở nhà à. Ăn nó ngay cũng được gần 20 ngày mới hết. Dạ. Rồi hiện nay còn không? Còn gạo không chị? Còn nhiều không? Mấy cô mới bác cho. Còn được gạo cứng là được 2 khúc đó. À, dạ, còn được 2 khúc. Dạ, cái sạn ăn với anh, với mấy cô mấy chú cho, mấy anh cho nữa, em cũng rất mang ơn luôn đó. Cái gì không bằng là cái quà là có gạo là cũng em cũng rất là mừng luôn á. Bởi mấy chị ăn với anh Lộc mà hả? Dạ. Dạ, chúc cho chị cũng dồi dào sức khỏe, được nhiều niềm vui hạnh phúc đi. À, tình em nó nói thiệt luôn chú Hồ. Dạ. Mẹ phẳng ngang thì nó tiếp rồi anh được vậy mừng đó. Con cảm ơn cậu. Dạ. Ừ. Cái khó khăn nhất của mình khi mà mình không có giấy tờ là cái khó khăn gì hay chị? Khó thì tình với cháu nhất là mình không có giấy tờ luôn anh Hồ. Ừ. Hỏi anh bây giờ bước cẳng rồi đi đâu quá cũng hỏi giấy chứng minh nhân dân. Dạ. Hộ khẩu, chứng minh nhân dân hộ khẩu có đâu anh Hồ, em nói thiệt luôn. Em thì tình xin lỗi đó, nhờ cái chị Hai Tùng này nè chỉ cho câu điện hư á, xài chứ bằng không không có bóng đèn trong nhà luôn. Dạ. Đi ra xin mấy chú mà câu điện hỏi chứng minh nhân dân hộ khẩu có đâu. Rồi hỏi ta cũng đâu có cho mượn đâu anh Hồ. Nghiệp dạ. Chị Hai Tùng mà nè chứ nói thôi đi. Bà đi hỏi hoài rồi nghiệp bà cụ già nữa, bằng đêm lò mò rồi đốt đèn dầu lửa chút tay ấu vậy nè, rồi thấy đường đâu ra. Té chết bà cụ á. Chỉ nói thôi câu dơ hơi đi rồi tới tiền điện rồi bao nhiêu chia với nhau ra, nhiều khi có trả người ta, khi không có chỉ ngượng chỉ đóng tràn qua cho 2-3 tháng. Cái ngày chị Hai Tùng này nè, cảm ơn mẹ tôi với em tôi về đây sống. Còn cái này khổ thì không khổ là cũng như hoàn cảnh tôi. Mà mẹ tôi bà khổ, bà mẹ bà còn chiếc ghe ở, còn tôi khổ vợ chồng tôi đi tứ hướng, mượn nhà người ta ở. Dạ. Ăn nhà ở đậu nhà người ta. Dạ. Nó rồi sống một thời gian bên Tây Ninh bệnh chặt 3 cái le, bị lâm trường nó rượt chạy bỏ rượt, rồi tháng hơi tôi chạy hết kìa chú Hồ. Tôi bỏ rượt tôi đứng tại chỗ, mấy ông muốn bắt tôi bắt đi cho gạo tôi nuôi vợ con tôi được. Thông tin lại với lại cô bác của anh chị á về các trường hợp của cô chú ở Việt Kiều về á, thì hiện nay ngay cả một cái tờ giấy tạm trú tạm vắng vẫn chưa có. Dạ. Nó chỉ là đến cái chuyện mà giấy chứng minh. Dạ. Khi mà mình không có giấy chứng minh hộ tịch đó, thì nó rất là khó cho cái việc mà mình đi xin việc làm. Bởi vậy mình dạ. Chỉ có thể là làm thuê nhỏ lẻ ở ngoài thôi. Dạ. Rồi dạ. Ngay cả cái việc mà vô bệnh viện khám bệnh đó, thì người ta cũng cần cái nhân thân, có nghĩa là phải có giấy chứng minh để khai với lại y tế. Ngay cả trường hợp của bà cụ nè, là không có bảo hiểm y tế luôn, không có chứng minh nhân dân, không có bảo hiểm y tế, và tất cả các quyền lợi thì đều không có hết à. Dạ, không có hết trơn luôn. Dạ. Không có cái gì hết trơn. Em nói thẳng luôn là không có cái gì hết trơn luôn. Như là vô bệnh dịch nè, mấy cô mấy bác người ta có giấy, người ta cho tiền gì bệnh dịch mà không được cứu trợ tiền gì người ta cho. Còn mình không có giấy chứng minh dân, không có giờ hai gia đình cũng không có đồng bạc nào. Cái mong ước lớn nhất của cụ với lại chị trên cũng như là các cô chú anh chị ở đây là có được một cái tờ giấy hợp pháp là chứng minh nhân dân thôi. Dạ. Con em mong ước vậy luôn á anh Hồ, mà không được. Hôm em cũng biết sao em nói là mong ước được những giấy chứng minh nhân dân nhập tịch tại đây như với là chị em địa phương tại đây luôn. Mà không có mong ước mà không có, không biết làm sao. Mẹ già gì hôm mai gì mốt khác bác đâu có được mạnh giỏi đâu. Hôm nay là cụ gầy hoài hay chú ơi. Hôm nay là cụ ăn cơm với gì? Chả mờ ăn đậu đũa xào. Đậu đũa? Đậu đũa xào với mỡ đó. Ờ, đậu đũa ở đâu có cụ? Trên nhà người ta đem cho. Ta cho cụ ha. Chị với cụ, chị với lại cụ ăn cơm chưa? Dạ ăn rồi. Dạ. Cho em xem được không? Ăn hết trơn rồi. Ăn hết trơn rồi hả? Dạ. Cảm thông cho bà mẹ đói sớm rồi đầu cái có gì chiều với chồng á, chứ kêu bà bảy rồi lại đây tôi cho bà một nắm đầu đũa là gì xào cho bà cụ ăn. Và cho bà cái em lấy xào cho mẹ ăn. Dạ, không có thịt cá hết trơn hả cụ? Không có đâu chú. Cụ thì bệnh nó mới hết mà không có cái dạ. Tiền để mà mua thịt cá để đó, ăn rồi dạ, mấy đứa này đi mặn rượu nó xin cá gì cho ăn. À, mặn không được người ta ấy. Ta chưa mặn được mình không có cá ăn luôn. Dạ. Chị trên với lại cụ rất là mặc dù là còn khó khăn nhưng mà vẫn lúc nào cũng nở nụ cười à. Dạ. Trời ơi sao rồi cháu ơi. Dạ. Hôm nay thì con đến thăm cụ gia đình của mình sau Tết. Thì con thay mặt cho anh Ân với lại chị Lộc gửi các phần quà cho các anh, chị với lại cụ. Thì anh Ân, chị Lộc gửi cho con 2 triệu. Nhưng mà con chỉ mua hết thì chỉ có 1,8 triệu thôi. 1,4 triệu tiền gạo với lại 400.000 tiền nước tương, dầu ăn, nước tương, nước mắm với lại đường với lại bột ngọt. Thì còn lại 200.000 thì hôm nay thì con cũng gửi cho cụ 500.000 nha. Thì cảm ơn cháu. Dạ để cho cụ mua thịt cô kho tàu mai mốt con lên ăn. À. Với cô gì đó. Dạ anh ăn với chị Lộc. À cô ăn với chú Lộc. Dạ. Cũng cảm ơn chú với cô giàu sức khỏe ăn bước qua năm mới chúc cho hai chú cô đi với chú mạnh khỏe. Với Hồ cho dạ. Được khỏe hơn mình cho nhiều ngăn. Đi đâu cho may mắn đó. Dạ con cảm ơn cụ. Sáng là mình không có ăn sáng là mình ăn cơm thôi. Không cháu ăn cơm khi nấu cháo ăn thì không có nấu ăn nấu cơm ăn. Dạ thôi con chào cụ ha, để con đi qua thăm gia đình của các anh chị đây. Chào chị, cảm ơn cháu nha. Dạ em chào Nam, cảm ơn anh Hồ nhiều. Anh Hồ dạ mỗi đứa qua năm mới mình cũng chúc cho anh Hồ cũng giàu sức khỏe, mặn đâu được đó, chuyện gì cũng là may mắn đó. Dạ cảm ơn anh. Bọn ở đây để cháu gỡ giùm. Dạ đây thì đây là cái ghe của anh Năng và hôm trước thì Bùi Hồ có quay đó. Thì bây giờ thì mình sẽ con sẽ qua đó nha bà. Qua ghe cô chị. Cảm ơn cháu. Dạ.